rồi. Em giảm tiếng rồi. Quên quên. Đang còn để trong trong của máy tính quá. Cho số 20 thôi. Không thì trên này có nhật báo sát chết. Úi giời. Phê quá. Rồi em xin mến chào tất cả quý anh chị tới với kênh của Viết Phú trong video mới ngày hôm nay. Thì đợt này thì bên Nhật này thì cái đại dịch nó cũng đang rất là hoành hành, rất là nghiêm trọng, nên cái việc đi mua hàng của em cũng có một số cái khó khăn và lo ngại, nên cũng không ít khi ít đi ra ngoài hơn, ít đi các quán đồ hơn. Và cái quán nhiều đồ thì có một số bác có đặt đồ đấy, nhưng mà đấy đang là tâm dịch, nên là trước em có nhờ ông bạn ở đấy có đi mua cho anh Kiên Thái Bình được một đôi loa, và anh Cường Long Sơn một đôi loa 201 mm cộng với một số đồ khác. Tuy nhiên vẫn để trên kia chưa gửi được vì trên đấy đang là tâm dịch, có mấy người 6-7 người bị chính corona rồi, nên là đang rất là khó khăn. Thì nên là em cũng hiện tại thì cũng rất là may, cũng có một số anh chị đã đặt hàng ở bên em order loa thì và máy tính. Thì em đang có một con loa Harman này, Harman Kardon mà gì đây, Onyx Mini Bluetooth. Con này của một anh Hạnh ở ở Hải Phòng có order cho em và đã chuyển tiền cho em để em mua con này. Rất may là em đi mua con này thì là một con hàng mới, hàng không phải là hàng mới mà hàng cũ chưa sử dụng, còn nguyên bọc, tất cả thứ đều nguyên. Và đây một số cái máy tính của em thì Toshiba L63R634. Trước các bác nào hỏi là em đã mua ổ cứng về mà thay ổ cứng vào một SSD 128GB rất là nhanh. Con này thì về Việt Nam, con này nó nặng chưa đầy 1 cân nhé bác, tầm 0,75kg. Nó pin 1,5 giờ trở lên, em đã thử và rất là ok, tốc độ rất là nhanh, em đã cài full tiếng Việt và tất cả các shop, các cái ứng dụng cần thiết. Đây em đã cài hết tầng tiếng Việt ở đây rồi. Và đây là một, còn bên cạnh thì là một con Gateway. Gateway là hàng máy tính của Mỹ. Con này còn nguyên siêu win bản quyền, với bản quyền còn series win tem. Đây có một cái tem siêu của nó chưa bóc ra luôn. Đây, đây tem này chưa được khui ra luôn nhé, tất cả ốc nhái và series của win bản quyền vẫn còn nằm đây. Hàng này là dòng máy tính của Mỹ, sản xuất cho thị trường USA. Con này 15,6 inch, rất là to, rất là đẹp, hình rất đẹp, màu trắng là đẹp, cái nền trắng bạc là đẹp, nó tự tựa như ở HP, rất là đẹp. Pin cũng khá là trâu, cái con này cũng pin 1,5 tiếng trở lên. Thì người Nhật người ta dùng win bản quyền, nên là việc giờ mà đi thay win update bản quyền lên win 10 cái thứ thì chi phí họ cũng cao, nên họ không dùng mấy crack mấy như mình, nên là họ bán lại. Và con này thì nó to, nó vật vã thôi, nhưng mà giá về Việt Nam nó cũng tương đương với con này thôi, tầm hơn 4 triệu một con như này nhé, gồm sạc và đã cài hết phần mềm bằng tiếng Việt cho tất cả anh chị nhé. Rồi thì em xin quay lại con, và em còn có một số máy tính khác thì em sẽ đăng trên Facebook, đa số máy tính thì em sẽ đăng bài trên Facebook. Thì các bác, các anh chị có nhu cầu tìm về máy tính thì cứ liên hệ vào Facebook của em ấy. Em có ở mô tả video và comment ở dưới comment này. Thì em đã hiện tại đang dịch, có em đã tìm được một bên người ta nhận gửi hàng về rồi, giá cao hơn một chút, nhưng mà em đã ở gần cái công ty xem làm ở Hà Nội, nên em đã nhờ các anh em bạn bè làm ở đấy đến tận nơi để xác nhận xem nó có ok không. Thì hôm nay đã đến xác nhận và ok rồi, thì đó là kho của vận chuyển người ta thật, nên em sẽ sang trong tuần, cuối tuần này và đầu tuần sau em sẽ gửi chuyến đầu tiên trong đợt dịch này về Việt Nam. Em sẽ gửi trước các hàng máy tính và các loa nhỏ, còn một đống loa to 20 cân một cái kia thì em chưa gửi, em được gửi là sau. Vì chuyến đầu tiên em muốn cho nó suôn sẻ ha, rồi sau sẽ đi một loạt về luôn. Đây em sẽ mở con Harman Kardon này ra, em sẽ mở luôn thông tin của nó trên máy tính để nói luôn cho các bác cho nó rõ. Con này xử lý các thứ rất là nhanh.
Đây, em có thông tin của con Kaman Onyx Mini này. Con này thì ở Việt Nam là hiện tại thì không không có bán hàng mới nha bác. Và em đã tìm ở trên trang Hama của Nhật Bản này. Thì con này bán hàng mới là một man năm bao nhiêu đấy. Thì tương đương khoảng tầm 3 triệu 2 thì Việt Nam, gần 3 triệu 3 thì Việt Nam. Nhưng em mua được con này với giá rẻ và về Việt Nam cho anh Hạnh ở ở Hải Phòng thì cũng giá bằng mua cái con này ở và bằng giá mới ở bên này thôi. Nghĩa là về đến tay ở Việt Nam mà hàng này cũng là hàng chưa sử dụng mà đã gửi về Việt Nam rồi, tầm 3 triệu 3 một cái như thế này. Em sẽ mở ra. Hộp quả rất đẹp. Còn cái này còn chưa có dấu mở máy. Đây, đây là em nói đây. Nó nhỏ như này thôi, nằm nó nằm trong bọc đây, mình sẽ để đấy ha. Xem phụ kiện đi kèm của nó thì sẽ có cái gì và trên đây là có một số thông tin của nó. Con này thì loa mini công suất 16W, đối với những phòng nhỏ và trong ô tô thì sẽ rất là ok. Đây cái sạc của nó vẫn còn nguyên ở trong siêu này. Con này là sản xuất tại Harman International Japan ấy, sản xuất tại công ty của sản xuất tại Japan, cái sạc của nó vẫn nằm trong bọc. Ở trong này thì có thêm em sẽ xem đây có gì. Đây có các cái giấy tờ hướng dẫn sử dụng và bảo hành của nó. Con này vẫn còn nguyên, túi này như chưa được mở luôn. Và trong này là cái dây sạc này chưa tháo một lần, áo em chưa mặc một lần nữa, vẫn còn nguyên siêu chưa bọc một lần. Rồi tạm thời cho nó vào đó. Về vị trí ban đầu đó và cái hướng dẫn sử dụng cho vào luôn. Rồi tiếp theo thì sẽ đi đến phần loa. Em sẽ mở khui hộp nó. Người đã gửi về cho em vẫn còn dán đây, em chưa đi làm này chưa mở. Tèn. Đây chính là nó, màu rất là mới, đế còn chưa có dấu để hàng phát nào vì hàng mới, người ta nên biết là hàng này là hàng mới chưa qua sử dụng, hàng cũ nhưng mà chưa hay sử dụng. Đấy, đặt nó như này, gọn nhẹ như này thôi. Và công suất của cái này là pin của nó là pin lithium và pin ion polymer 3000 mAh, tương đương với 10 giờ sử dụng với công suất bình thường. Công suất bình thường của con này là 2 × 8W, nghĩa là 16W. Ở đây có thể kết nối hai loa khác, nghĩa là có thể kết nối một lúc điện thoại cùng với hai loa như thế này để mà chơi nhạc. Đấy, công trọng lượng của nó thì cả hộp vào thì chưa đầy 1 cân thôi, rất là nhẹ nhàng. Đấy, em sẽ bật nguồn nó đây. Đây này thì có các phím của nó đây. Nguồn có tăng giảm âm lượng Bluetooth. Cái này có phím cái hình cái điện thoại cô. Dòng này thì sau này có một cổng AUX từ điện thoại vào cũng được này. Hoặc là các bạn có thể bắt Bluetooth này. Còn bên này có một cái cục sạc ở cái cổng sạc USB 3.5 Type-B. USB Type-B nhé. USB Type-B là một cổng, một chân sạc AUX 3, một chân AUX 3.5 Audio Line. Đấy, còn trên này thì em sẽ bật Bluetooth của máy tính luôn. Em sẽ ấn nút, đây có nút Bluetooth các bác chỉ ấn vào đây thì nó nhảy lên là sẽ có thể chọn đây, nó sẽ nhảy nhanh như thế này thì là có thể chọn được Bluetooth thôi. Em sẽ vào bật vào máy tính vì điện thoại em đang quay rồi, ngay thì iPhone em đang sạc pin nên em sẽ bắt vào máy tính và sẽ kết nối được ngay, không có gì khó khăn cả. Đấy, bác có thể nghe từ tiếng kết nối và em sẽ chơi một đoạn nhạc. Nhiều bác hỏi, nhiều bạn thanh niên vào bảo là tại sao em chơi test nhạc bằng nhạc remix, nhạc vin house rồi các bác thì bảo là chơi nhạc vàng. Em sẽ chơi luôn hai đoạn nhạc cho tất cả bác cùng nghe. Đây thì cái máy tính của em mấy ngày này em không sạc vì cái này em ít dùng, em đang dùng con cung Toshiba con đỏ của em trước, các bác có thể thấy con ấy rất là ok. Em con ấy i7, con này thì i5 nhưng con này ổ cứng SSD, nó sẽ rất là nhanh, gần như tương đương với con i7 và HDD. Em sẽ chơi một bài nhạc vàng trước đi, hòa tấu, sau đấy thì sẽ đến Vinahouse cho các bạn trẻ sau. Để ưu tiên cho các anh các bác trước theo
thứ tự lớn đến bé, để các bạn thông cảm. Ôi rồi rồi, em giảm tiếng rồi. Quên. Đang còn để 100% của máy tính quá. Cho số 20 thôi. Không thì trên này có nhật báo sát chết. Ôi rồi, quên quá. Trong này nó có cái bát đằng sau này, nó cứ phồng phồng một phồng cái này. Rất là thích, rất là hay này. Tay em đang rung đập rung tay luôn. Cái này loa rất to các em đã chơi gần như là pin của cái trên YouTube, nhưng mà đánh rất là phê. Bài này chơi cái nhạc gì đi. Sau đây thì sẽ nghe nốt một đoạn không lời bằng Rumbo, sau đây sẽ chơi một đoạn Vinhouse. Đấy, cái mạng hơi chật chật. Cái bát nó đánh khá chắc, nó nhỏ nhưng mà cũng có võ đấy bác. Đánh rất là ống tiếng. Và cái lời nó rất là thanh và cái trầm nó rất là chắc. Bảo sao mà cái loa này cũng có cái tăng tiếng trên thị trường. Cũng nay thì em mới có một con này để mà nghe. Cũng công nhận là nó chất. Em sẽ sang một chơi Vinhouse. Bắt nhiều thiết bị quá, cái cục phát wifi của em là bắt 3 cái máy tính, 3 cái điện thoại cùng lúc nên là nó hơi bị chậm một chút, cho mạng chậm một chút. Em sẽ cho một bài Vinhouse. Mạng hơi chậm vì bắt nhiều thiết bị quá. Đây con gateway đây thì nó vẫn còn nguyên cái mình sẽ sử dụng cái guidebook của anh, tiếng Anh và tiếng Nhật, đó là bảo hành gateway. Đây là em cho tiếng nhỏ nhất, nếu mình cho tiếng to của cái nào này thì chắc là rất đầu tê luôn. Thử phát cho xong tắt nó đó. Cái bé như này bằng cái bàn tay này mà nó đánh khá chất, cầm nó là trọng đánh nó là bàn tay. Ok thì thôi, video này thì em xin kết thúc ở đây. Và các bạn nào cần mua con như thế này với giá rẻ hơn ở trên thị trường, không hẳn là rẻ hơn, về Việt Nam thì không hề rẻ hơn đâu, nhưng mà bên này thì nó là rẻ hơn thật. Nếu bạn ở Nhật thì mua thì sẽ rất là ok, còn về Việt Nam thì cũng nó tương đương với bằng cái hàng mà bán ở trên thị trường Việt Nam thôi, nhưng mà hàng thì chắc chắn là nó sẽ có giá trị một phần nào đấy. Các bác chơi nhiều, bác vào comment là quay làm gì mấy cái loa mini, thì thực ra là có nhiều người người ta có nhu cầu cũng loa mini thì giờ bảo không quay biết sao giờ. Như kiểu là mày đừng có đi làm công nhân, mày làm giám đốc luôn đi, bảo em thấy em chịu đây nhá. Thì cũng nhiều nhiều khách yêu cầu loa mini, nhiều khách yêu cầu loa thùng, nhiều khách yêu cầu là hàng cao cấp, nhiều khách yêu cầu hàng bình dân, thì em cũng cố gắng làm đáp ứng được tất cả các yêu cầu của các bác. Thì mong các bác hết sức thông cảm và đón xem video ủng hộ em, đăng ký kênh và có thể chia sẻ video ủng hộ em.
để nghe vũ điệu tiếng hòn này. Rồi em xin chấm dứt video tại đây. Xin cảm ơn tất cả quý vị và các bác đã theo dõi video ủng hộ em. Và các bác nào có nhu cầu về loa đài rồi máy tính với giá rẻ phù hợp và tất nhiên là sẽ yêu cầu về chất lượng, đảm bảo chất lượng cho tất cả các bác, thì liên hệ với Facebook của em là Viết Phú, em sẽ để ở dưới phần mô tả video, và cũng như là mong các bác chia sẻ ủng hộ kênh của em và bài viết của em. Xin chân thành cảm ơn và hẹn gặp lại các bác trong các video lần sau. Đây, em này thì bằng một cái laptop, bằng một cái máy tính bảng nhé bác, nhẹ như lông hồng luôn, rất tuyệt vời. Ok, em xin cảm ơn các bác và xin chào hẹn gặp lại trong các video lần sau.